Cuộc hành trình truy tìm quái vật bắt đầu. Hôm nay là ba em quái vật bóng sẽ bị bắt vì tội đã mưu sát hai em cá vàng. Khó gặm quá. Chạy đi, chạy đi. Chết cũng bắt mày chứ bằng được nha. Hãy đợi đó, đòi lại công bằng cho những người hiền lành, những người dân hiền lành ở đây. Thả ra cho hồ lớn. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Giúp nó. Trời ơi. Rồi búng ra ngoài nè. Nhanh ghê. Nhanh ghê đứa. Đó, một nạn nhân đang nằm ở dưới đó không? Chết mày nè. Chết mày nè. Hơi bị nhanh đấy. Tưởng bố mày không bắt được mày ư? Làm các ngư dân ở đó hoảng sợ. Bác cho ra môi trường mới mà ở. Rồi một em ngu người vét râu. Anh biểu hoại quá làm gì. Ba con quái vật sát thủ ngoại phó nhất cái hồ đây, bức luôn.